xuất hiện trong đủ các thể loại phim, series chính, movie, gokai cũng có luôn nhá. Ở dạng vũ khí thì đỉnh miễn bàn luôn. Thế nhưng mà lên hợp thể thì... Báu vật của đệ nhất tộc trưởng nhà Shiba, Koryu Origami, một con bạo chúa Tyrannosaurus trong hình hài của một cây kiếm. Tích hợp âm thanh, ánh sáng. Cũng sở hữu cho mình một chiếc đĩa đặc trưng. Thần kiếm vũ trang Koryu Shinkeno. Trông hơi lấn cấn anh em ạ. Thêm được cái mũ hợp thể để có sự liên quan tí chút. Kết hợp xong rồi kiểu thôi, để tôi cầm luôn đi, nhìn nó còn chất chơi hơn. Thế nhưng đây lại chính là cái điểm phá cách của series lần này. Kiểu em nó vẫn cứ bị ok ấy. Nhờ.